Xong hết chưa Phố? Dạ, xong rồi anh. Đủ chưa? Dạ, đủ rồi. Dạ, nó bọc luôn rồi nha. Cho dạ. Dạ, dạ, ok, ok. Đứng này đi xe nên đồ đạc nó chuẩn bị cho thật kỹ. Dạ, có. Em đem mấy bộ lần á. Em không biết đi chừng nào về. Dạ, em vết chạy đồ luôn. Em cũng đem 40 bộ hết cái gì giờ người ta vậy? Dạ. Mình trả bánh găng nữa nha, có chưa? Dạ, dạ, có. Để em coi lại, có. Nè, cũng có lát đưa cho. Đây. Chỉ vô khách sạn là không có xài đồ đó được. Dạ. Thì nói chung hôm nay là mấy anh em mình là cũng đã chuẩn bị đồ đạc, quần áo, chuẩn bị cho một chuyến đi xa đồng hành cùng chị Giao ra ngoài Hải Dương á. Thì cả nhà theo dõi cái cuộc hành trình của chị Giao hôm nay cũng đã thấy rõ rồi, thì cũng đã đến lúc chị Giao phải về ngoài để mà làm cái những cái thủ tục cần thiết. Đó thì mấy anh em mình cũng chuẩn bị đồ đạc sẽ đồng hành với chị là ít nhất là mấy ngày luôn ra tới ngoài. Dạ, bữa nay em đi cũng nôn nao lắm anh Năm ạ. Chung em đem đủ đủ chưa? Đủ à. Còn gì nữa không? Nói chung là mỗi lần đi xa là phải chuẩn bị nhiều món, kiểm tra này kia đâu đó. Lúc đi anh Năm tới giờ là em đi xa với anh mà lần này là lần đi xa nhất luôn anh. Tới 2000 cây số. Chung là 2000, tới 2000 mấy thôi. Gần 2000. Bánh yếu rồi. Đây mà. Ra thì nói chung là mấy anh em team của anh Tâm Gòn thì cũng đồng hành với chị Giao từ ngay lúc ban đầu á, thưa quý vị. Cho nên là cái ban đầu là cái sự bức xúc muốn lên tiếng để có cái sự công bằng dành cho chị. Ngay từ đầu. Dạ, ngay từ đầu là giống như là người nhà chị Giao liên hệ đến mình để mà cái lúc mà chị trốn về trong đêm á. Dạ. Là sáng ngày hôm sau anh đã nhận được cái tin đó rồi. Nên là anh sắp xếp qua liền và đưa cái sự việc ra ánh sáng. Thì tới nay thì báo đài này kia cũng đưa tin rất là nhiều, cũng mừng cho chị nữa. Ừ. Tới cái đó là cái giai đoạn đầu. Cái giai đoạn thứ hai đó là cũng có quý mạnh thường quân, quý cô chú anh chị quan tâm tới chị rất là nhiều, cũng như là gửi những cái phần quà đó để tạo niềm vui cho chị. Và bây giờ là cái giai đoạn quan trọng nhất, đó là mấy anh em cùng đồng hành với chị ra ngoài Hải Dương để chị có thể lấy lại được công bằng. Ê, ra ngoài sợ không cô? Dạ. Sợ không? Thì nói chung là em là cảm giác hồi hộp bồn chồn hôm nào thôi. Còn cái việc mà lo sợ thì cũng phải có, nhưng mà mình cũng phải cố gắng á. Tại vì anh em tụi mình đi theo cái con đường này là để hỗ trợ giúp đỡ mọi người mà. Và em tin là chính nghĩa là luôn luôn có thắng. Em bờ bánh đúng không? Nói chung là đi xa ai là không lo. Tại vì hồi xưa giờ là đây là lần đầu tiên mình có cái chiếc đi xa lắm như vậy, rồi gần 2000 cây số rồi. Nói chung là mình không có quen gì trên. Nói chung là lạ về cái không khí, cái môi trường sống và cái tập quán mỗi vùng miền khai thác nhau. Và mình sẽ cố gắng thích nghi với chị trước kia ở ngoài với để mà đồng hành với chị Giao. Nhưng mà cái quan trọng hơn cả là anh em mình á là muốn lại tinh thần cho chị, động viên chị. Tại vì cái mấy bữa mà chị nhận được cái giấy báo cũng như là trước đó nữa, trước đó mà khi mà còn ở địa phương á, là mới phải xảy ra một hai bữa đầu á, là chị rất là lo là cái sự việc này mình chị phải đi ra ngoài Hải Dương mà giải quyết là thật sự đó là một cái áp lực rất là lớn đó với chị. Ban đầu thì em cũng có nghe chị chia sẻ như là kiểu không có dám đi luôn, không dám đi, rất là sợ. Thì mấy anh em mình đi như vậy thì chị có kích lệ tinh thần chị vậy. Nói chung á, đi càng đông á thì chị cũng an tâm. Và chị thật sự là chị Giao muốn anh em mình đi rất là dữ dàng. Nên là ngay từ đầu mình đã biết đến chị và cũng có cái duyên với gia đình. Nói là mình sẽ cố gắng đồng hành. Mặc dù là cái chuyến này không biết là mình đi không biết kéo dài mấy bữa đây. Mình không biết trước được, mình không biết có cái điểm đa bánh sao không ta? Ông nó bị sao? Lúc trước nó hơi mềm mà bánh sao đủ rồi. Chứ mà cứng quá nó tưng lắm. Còn sót gì cũng nha, chứ giờ đi xa là không có quay lại đó. Nói chung ở đây là mình đã chuẩn bị xong rồi đó, bây giờ sẵn sàng là chạy qua chị Giao đó. Thôi giờ khi mà anh Tâm có thông tin với em là sẽ anh em mình sẽ đồng hành với chị Giao á, em cũng bồn tròn khó ngủ lắm. Lỡ này đâu ngủ đâu.
Cái chạy từ Tiền Giang lên tới đây nào cái quãng đường cũng hơi xa, nhưng mà mình cảm thấy nôn nao nó nhanh lắm anh. Kiểu như mà mình cứ nôn nao liên tục vậy đó. Nói chứ là mình nghĩ là chắc chắn là sẽ có rất là nhiều khán giả cũng như anh em, cũng như tất cả mọi người cũng đang hướng về chị Giao, đang muốn giúp cho chị đó. Thì cái sự việc của chị thật sự rất là đau lòng, và hôm nay thì cũng có bên báo chí, đài truyền hình, rồi nói chung là cơ quan chức năng cũng đã vào cuộc, và nói chung là người ta đang làm mong muốn cái sự việc này sớm đưa ra ánh sáng, càng sớm càng tốt. Và chị Giao cũng đang mang thai nữa, hiện tại bây giờ là tháng thứ 7 rồi, mà phải vượt cái cuộc hành trình mà đi gần 2.000 cây số và ra tới ngoài như vậy thì rất là tội cho chị nữa. Và mấy anh em mình cũng không thể gọi là hộ tống gì, cũng không gọi là hay gì cả. Thật sự mấy anh em mình không có nhận mình là hay gì cả, mình cũng không có muốn mình là cái gì cả. Mình chỉ là cái người đi theo chị Giao thôi, đi theo đồng hành với chị, động viên khích lệ tinh thần cho chị, chứ mình cũng không có giúp gì được cho chị nhiều cả. Với lại là cũng như là cái từ lúc ban đầu đúng rồi. Thì anh em của mình là tới lúc ban đầu cũng như là anh là cái người đăng bài lên đầu tiên nhất, và gây sức ảnh hưởng rất là nhiều. Tại vì á, cái bài viết của anh á, thì khi mà anh đăng lên một tiếng đồng hồ sau là địa phương của anh người ta đã xem rồi, người ta đã gọi về rồi. Đó, anh là cái người đăng bài và anh cũng phải có trách nhiệm về cái bài viết của mình nữa. Đó, mình sẽ sát sao chị, mình cũng sẽ cập nhật chính xác những cái thông tin của chị, tình hình sức khỏe của chị lên cho cả nhà xem. Và một điều hơn nữa là từ đây về sau mình sẽ không nhắc về cái chuyện mà trước đây của chị, những cái chuyện quá khứ, những cái chuyện trước đây chị phải sống trong cái cuộc sống như thế nào mình không nhắc tới nữa. Nhưng mà mình cũng chỉ là nói đến là cái việc sau này, cái cuộc sống sau này của chị, kế hoạch sắp tới của chị, sinh em bé và nuôi con như thế nào, cuộc sống sau này mình chỉ nghĩ về tương lai thôi. Còn chuyện quá khứ của chị thì mình hãy để lại cho nó khép lại trong quá khứ, thì đừng có nhắc lại chuyện buồn của chị. Đó, thì mình mong rằng thì cả nhà cũng đừng có suy nghĩ sâu xa quá về cái vấn đề này. Còn về mà anh chồng của chị thì cứ để pháp luật người ta vào cuộc, pháp luật người ta sẽ làm việc. Mình bên YouTube mình chỉ giống như mình chỉ đưa tin thôi. Thì cái tình hình sau mình sẽ cập nhật lên vậy đó, chứ mình cũng không có cái quyền hạn gì cao trong này cả, và mình cũng không có gọi là gì tối thượng ở đây cả. Đó, anh em mình là giống như để đi theo chị Giao, đồng hành khích lệ, động viên tinh thần cho chị có một cái nghị lực, một cái niềm tin và một cái sự tự tin rất lớn để chị ra ngoài làm việc. Đó, thì giờ cũng trễ rồi, để hành trình là hẳn chung xa lắm, mình từ đây mà phải qua Kiên Giang rồi xong rồi mới đồng hành với chị đó, nên là mấy anh em cố gắng sắp xếp càng sớm càng tốt. Bây giờ cái điều quan trọng nữa là ở đây quý khán giả rất là quan tâm cho đến tình hình của chị Giao, thì anh em mình sẽ cố gắng cập nhật cái thông tin tình hình chính xác nhất. Bây giờ sẽ là đi thẳng qua bên đó luôn, rồi đồng hành như vậy là không biết chừng nào về, chắc khoảng là mấy ngày, và khi nào mà có tình hình mới á, thì chắc chắn mình sẽ đưa lên trang của mình, trang Quê Tôi Đồng Tháp 10 và kênh Tâm Gòn Vlog, cũng như là kênh của mấy anh em trong team. Thì nhưng cái chính ở đây là trên trang Quê Tôi Đồng Tháp 10 nha, mình sẽ cập nhật chính xác và nhanh nhất đó, thì để cho cả nhà được nắm rõ và hiểu rõ hơn. Rồi để anh ra tới cổng rồi lát đóng cổng rồi giùm anh luôn nha. Dạ ok. Rồi thì mong rằng thì cả nhà nhớ đón theo dõi nha. Rồi thì mình sẽ cố gắng cập nhật sớm nhất tình hình sức khỏe của chị Giao, thì ai cũng mong chờ điều đó cả. Rồi lên xe bố ơi, lên xe rồi để chung tắt máy rồi lên luôn. Lên xe luôn. Ok.